Make, make, make. Từ này nó có một âm tiết make. Đọc chữ e là xong, đọc qua chữ y. A make, make. Đừng có đâu là make, make là không đúng á, là tiếng Việt á. Đọc tiếng Anh là make, make, make. Mình xem định nghĩa của cái từ này ha. If you offer to sell me your car, I might ask you, what make is it? Then you tell me what brand, year and model it is, because in this case make means type made. If you offer to sell me your car, nếu mà bạn đề nghị bán cho tôi cái xe hơi của bạn, I might ask you, tôi có thể hỏi bạn, what make is it? Là cái sản xuất, cái thương hiệu sản xuất của nó là cái gì? Then you tell me what brand, year and model it is, because in this case, make means type made. Sau đó thì khi người ta hỏi mình là what make is it, thì mình sẽ trả lời cho người ta biết là cái brand, cái thương hiệu của nó là cái gì, cái năm sản xuất và cái model, cái model sản xuất của nó là cái gì. Bởi vì trong trường hợp này make, make có nghĩa là type made, có nghĩa là cái chủng loại sản xuất ấy. The thought of them waking up feeling sad or miserable made me sick to my stomach. Ví dụ này nó có một cụm từ rất là hay. The thought of them waking up feeling sad or miserable. Cái suy nghĩ về việc là họ thức dậy cảm thấy rất buồn và rất đau khổ tuyệt vọng. Made me sick to my stomach. Làm cho tôi đau một quặng thắt cõi lòng. Quặng thắt tim gan đó đúng không? Cái chữ này là stomach, mình thấy cái âm CH cuối nhưng mà nó đọc không phải là stomach mà là stomach.